Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Vừa rồi chúng ta được nghe dâng hiến không phải chỉ có dâng hiến về tiền bạc, mà còn có lời cầu nguyện, cả thời gian, sự chăm sóc của bạn với người khác nữa. Vừa rồi tôi có đi thăm một số người bị bệnh và thấy có một người chị em tâm sự rằng khi biết bị ốm như vậy đó, bị bệnh như vậy khi bác sĩ nói rất là bi đát. Có những người họ gọi điện thoại về Việt Nam mang lá đu đủ sang này, rồi hái lá bồ công anh, rồi có những người đến chăm sóc nấu cháo cho người bệnh, rồi có những lời cầu nguyện họ tới tận nhà chăm sóc, họ ép phải ăn cháo. Sự chăm sóc đó rất là quan trọng. Những cú điện thoại gọi đến thăm người bệnh nó nâng đỡ tinh thần nhiều lắm. Vậy cho nên chúng ta không phải chỉ là dâng hiến tiền bạc, mà còn có rất nhiều điều khác bạn có thể dâng hiến nữa. Có một câu chuyện kể lại ở một vùng dân tộc nọ trong hội thánh khi nhóm thờ phượng Chúa. Trong giờ dâng hiến, ông mục sư biết rằng cái làng này có hai dạng dâng hiến. Một, những người có tiền thì họ đến họ bỏ vào trong cái bịch dâng hiến. Còn có nhiều người họ dâng của lễ 1/10 là những con gà, con vịt, con lợn họ mang theo. Và thường dâng hiến như vậy thì nó rất là mất thời gian. Họ phải đứng xếp hàng để đưa vào cái chuồng đó. Ông mục sư đang đứng nhìn đợi hát rất là lâu. Thường những buổi như vậy họ phải nhóm đến 3-4 tiếng đồng hồ để đợi người ta dâng hiến mang gà qué vào trong cái chuồng đó. Và bỗng nhiên ông ta nhìn thấy một cậu thanh niên đứng trong cái hàng của hết thảy những người ôm gà vịt với dắt lợn tới, mà cậu chỉ một mình như vậy thôi. Ông lại gần nói: "Con ơi, con đứng nhầm chỗ rồi. Cái chỗ này chỉ dành cho những người mà họ mang những con vật kia đến dâng 1/10. Con đứng đây làm gì?" Cậu nói rằng: "Thưa mục sư, tiền thì con không có, gà qué vịt ngan ngỗng con cũng không có, thành ra con chỉ còn có mỗi mình con thôi. Con chỉ có mỗi mình con, thành ra con đứng luôn ở chỗ này để những người kia họ mang gà vào trong cái chuồng họ để lại đó, thì đến lượt con vào ngồi luôn ở trong cái chuồng đó." Và con muốn nói với Chúa rằng: "Chúa ơi, không tiền, không gà, không lợn, nhưng còn có con. Hãy nhận con làm của lễ và hãy sử dụng con." Và cho nên cảm ơn Chúa vì khi chúng ta được nghe gieo gì gặt đấy. Bạn gieo ủng, bạn gặt ủng. Bạn gieo quần áo, bạn gặt quần áo. Bạn gieo tiền, gặt tiền. Bạn gieo tình yêu, bạn gặt tình yêu. Ngày hôm kia, con trai tôi cho tôi xem một cái đoạn hơn một phút về một cái đoạn phim trong YouTube. Đoạn phim đó nói về hai cậu thanh niên. Hai cậu đó đóng một vở kịch, đứng núp vào trong một cái bức tường, và cậu kia khi nhìn thấy có ai đi bộ từ xa lại, cậu quay lại nhìn bức tường, đừng, và có tiếng nổ bùm bùm, cậu ngã lăn quay ra, cả hội kia bỏ chạy toán loạn, tưởng là có ai đó bắn nhau bỏ chạy, và cậu cũng làm như vậy, xong đứng hả cả hai thằng đứng nhìn người ta chạy sung sướng, có những người vừa chạy vừa ngã lăn quay ra, rồi câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, phải đến mười mấy cái vụ như vậy, chúng nó đều cười như vậy, và cuối cùng đến một cái vụ cuối cùng. Khi thằng ấy đang xin tha đưa, đừng, và có tiếng bắn con, cậu gã lăn quay ra, có một ông mặc ăn mặc rất lịch sự đi đầu kia, ông rút khẩu súng ra bắn chết luôn cái thằng đứng ở trong bức tường đó. Hóa ra đó là một vệ sĩ mà người có súng đàng hoàng thật, và ông đã dùng súng đó để khử một người, giết chết người kia. Mọi người hiểu không, cái trò chuyện đùa đó đó nó mang lại một cái hậu quả vô cùng tai hại. Trước đây người ta là dân, họ sợ họ bỏ chạy, họ không có vũ khí, nhưng cuối cùng đùa đúng phải cái người mà người thi hành công vụ lại có súng nữa, và ông ta cần bắt buộc phải bảo vệ những người mà bị bắn, và ông ta đã rút súng bắn chết cái người mà cầm khẩu súng giả. Mọi người, từ câu chuyện đó cho chúng ta nhìn thấy hết thảy mọi điều gì gieo, kể cả đùa, nhưng nếu thực sự gieo sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại hậu quả hay là kết quả của nó. Amen. Amen. Lời Chúa không vô ích, và Chúa cũng không khinh rẻ. Ngài nói là đúng như vậy. Gieo gì gặt cái đó. Gieo ít gặt ít. Gieo nhiều gặt nhiều. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: gieo gì gặt đấy. Cảm ơn Chúa. Trong Kinh Thánh có nói một điều là
ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã. Cái bút mà tôi đang viết đây này, nó soạn một số bài giảng. Và khi nó viết như vậy thì nó khinh bỉ một số cái bút đang nằm trên bàn. Và lời Chúa dạy nó rằng tưởng mình đang đứng hay giữ kẻo ngã, có nghĩa là nó đứng được bởi vì có bàn tay sử dụng nó. Cái áo đang mặc đây, nó đi lại được bởi vì có người mặc nó vào. Và chỉ cần tháo nó ra thôi, nó sẽ trở thành cái rẻ rách. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái đề tài: tác dụng của đồng vắng. Nhiều khi chúng ta gặp khó khăn, gặp hoạn nạn trong cuộc sống, mình thường đặt câu hỏi, liệu những cái đó có lợi cho tôi hay không? Tại sao chúng ta có những kinh nghiệm trong đồng vắng, thất bại, khó khăn, hoạn nạn? Thậm chí chúng ta có sự kêu gọi trong tương lai thành công, nhưng nhiều khi bạn thấy mệt mỏi, bạn thấy khô khan, bạn thấy mình yếu đuối. Điều đó giúp gì chúng ta và giúp thể được điều gì khi chúng ta ở trong đồng vắng kiểu như vậy? Bạn kiểm tra lại thấy sự thật, mình không có điều gì cụ thể, mà tại sao mình lại lao vào trong đồng vắng đó? Vậy tác dụng ở trong đồng vắng đó như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem sách Giăng đoạn 15 từ câu 1 cho đến câu 5. Lời Chúa dạy chúng ta rất là đặc biệt. Tôi được học kinh nghiệm trong đồng vắng và cuối cùng mới hiểu ra một điều: Chúa muốn thay đổi tôi trước tiên. Trước khi Ngài muốn thay đổi người khác thì Ngài thay đổi tôi trước. Trước khi Ngài muốn thay đổi người khác qua bạn thì Ngài cần phải thay đổi bạn trước. Và tôi nhận ra rằng người mà cần phải thay đổi và khó thay đổi nhất lại chính là tôi. Amen. Chúng ta nhiều khi góp ý cho người khác và đòi hỏi người ta thay đổi, nhưng cuối cùng Ngài chỉ cho chính người đó biết rằng người cần thay đổi là tôi. Lời Chúa dạy rằng ta là gốc nho thật, có nghĩa là có loại, có nhiều gốc nho giả. Gốc nho thật chỉ có một thôi. Một bản dịch Kinh Thánh hiện đại nói rằng ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Nếu bạn bị đau khi bị Chúa tỉa sửa thì hãy vui, bởi vì Chúa đang muốn cho mình được kết quả. Còn khi bị chặt đi rồi đó thì nguy hiểm lắm. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta phạm tội mà không còn bị cáo trách nữa, khi chúng ta làm một điều gì đó sai với lời của Chúa mà thấy lương tâm phẳng lì, cái đó là đáng ngại rồi. Còn nếu như chúng ta vẫn còn được Chúa yêu thì Ngài tiếp tục tỉa sửa chúng ta để sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta bảo cho, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào cây nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh cha ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Đây chính là kinh nghiệm của đồng vắng. Chúa muốn đưa chúng ta tới một kinh nghiệm, một bài học cuối cùng: ngoài ta ra các ngươi không làm gì được. Nhiều khi chúng ta làm được một số kết quả ngoài Chúa, bạn tưởng là bạn làm được việc, nhưng nhìn kỹ lại có nhiều cái kết quả đó nó lại là con dao để đâm vào chúng ta. Nhiều khi chúng ta thành đạt, có những kết quả bằng cấp, có những tiền bạc, nhưng sau này chính nó lại là viên đá cho chân mình vấp ngã. Cái mà nhiều khi tưởng tốt nó lại mang tới điều tồi. Còn lời Chúa nói rằng phước của Đức Giê-hô-va luôn làm cho chúng ta được giàu có và không thêm sự đau đớn nào vào. Vì ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được. Đây là kinh nghiệm khó lắm đấy. Chúng ta quen độc lập, quen là người tự thành công. Tôi không chống lại cái việc mà chúng ta có ý chí quyết tâm, nhưng ở đây Chúa dạy chúng ta một trong những điều để cho kết quả mình lâu dài,
chưa chắc làm ra tiền mà có giữ được tiền. Ngoài ta ra các ngươi không làm gì được. Muốn cho kết quả bền lâu, kéo dài qua nhiều thế hệ con cháu nữa thì chúng ta cần phải phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Đây là bài học mà Chúa dạy chúng ta, phụ thuộc vào Ngài, giống như cành nho được tháp vào gốc nho vậy. Không có gốc nho, nhánh nho không ra trái được. Đó là hình ảnh phụ thuộc vào Ngài. Câu kinh thánh thứ hai là lời Chúa dạy chúng ta cách phụ thuộc vào Ngài như thế nào. Khi chúng ta nghĩ rằng mình tự làm được thì chúng ta không cần Ngài. Bởi cho nên để mà chúng ta biết cách phụ thuộc vào Ngài thì Chúa luôn luôn chỉ cho chúng ta cái yếu của mình trước. Khi mình nhận biết được mình như thế nào rồi thì mình mới có thể nhờ vào người khác được. Phục truyền luật lệ ký đoạn 8: hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được ra thêm và được vào nhận lấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Đây là lời Chúa dành cho những người Do Thái, những người mà người ta gọi là dân tộc giỏi nhất trên thế giới. Số lượng bác học, số lượng những người mà tìm đến những phát minh, số lượng mà một nhóm người nhỏ như vậy mà xuất khẩu ngũ cốc đứng đầu thế giới. Họ sang Pháp, ký hợp đồng với Pháp sẽ xuất khẩu cho Pháp khoai tây của Pháp. Người ta không hiểu xuất khẩu kiểu gì. Họ mang tàu tới chở đất từ Pháp về Israel, trải trên đồi chọc của họ, mua khoai tây giống của Pháp về trồng tại đồi chọc của Israel, và sau đó xuất khẩu khoai tây cho Pháp. Họ sang bên Việt Nam, xin phép rằng chúng tôi sẽ giúp cho nông nghiệp Việt Nam cà chua tăng lên 14 lần hơn so với bây giờ, mà không phải là phun thuốc để cho nó kích thích. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được ra thêm, được giàu có, được nhận lấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này. Mục tiêu ở trong đồng vắng để làm gì? Con đường từ Ai Cập vào trong vùng đất hứa mà bây giờ họ đang sống đó chỉ có 21 ngày đi bộ thôi, mà Chúa dẫn họ đi một con đường khác để làm gì? Chúa muốn sau dấu phẩy để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng càng gần Chúa tôi càng nhận ra rằng mình kiêu ngạo lắm. Mình rất là kiêu ngạo. Để nhận ra mình kiêu ngạo nó không phải đơn giản một chút nào. Và Chúa đã biết được con người chúng ta. Thành ra vì yêu cho nên Ngài đã cho kinh nghiệm ở trong đồng vắng. Để làm gì? Không phải để Ngài hủy diệt, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, sau dấu phẩy nặng, để ngươi biết điều có ở trong lòng ngươi. Chúa thử biết trong lòng chúng ta có cái gì, nhưng mà để chúng ta biết được trong lòng mình có cái gì thì Chúa phải làm nhiều cách để dạy mình ấy. Còn Ngài biết rõ trong lòng chúng ta có cái gì rồi, nhưng mà để chúng ta nhận biết được mình, không phải ai cũng biết được mình đâu. Việt Nam có câu nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đó là một chuyện. Điều tiếp theo nữa là tôi buồn không hiểu vì đâu tôi buồn. Cứ nhiều khi mình không hiểu được lòng của mình. Thế là Chúa qua đồng vắng để cho chúng ta hiểu được chúng ta là ai, hiểu được ở trong lòng chúng ta có cái sự gì. Có hai quả nhìn bên ngoài giống nhau lắm, đặc biệt là khi trời mờ mờ tối, đó là quả cam và quả chanh. Người ta cãi nhau, đây là chanh, đây là cam, đây là chanh, đây là cam. Một người họ tới chỉ cần vắt cái nước từ bên trong ra cái cốc, vắt cái nước ra cái cốc, thử uống để biết ngay đâu là chanh, đâu là cam. Cái gì chảy từ bên trong nó ra đó thì xác định được nó là ai. Và Chúa qua đồng vắng để vắt từ bên trong chúng ta điều mà có ở bên trong chúng ta. Và tôi phát hiện ra khi Ngài vắt tôi ra thì ở trong đó có rất nhiều tội. Và lúc đó mình mới hiểu rằng ngoài ta ra các ngươi không làm gì được. Amen. Có một người tham nhũng bị bắt đi tù trước khi vào xà lim. Người ta cho ông này nói câu cuối cùng với những người đang ngồi phía dưới. Ông nói rằng thưa các đồng chí chưa bị lộ. Có nghĩa là tôi đã bị lộ rồi, thưa các đồng chí chưa bị lộ.
Nha. Hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Vậy Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này quần áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phủ lên. Tiếp theo. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con của mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến cho ngươi vào xứ tốt tươi. Đây là sự kêu gọi. Chúa có sự kêu gọi cho hội thánh này, Chúa có sự kêu gọi cho mỗi chúng ta. Một xứ tốt tươi, có nhiều khe nước suối, nước sâu phun lên trong chúng ở trên núi, xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây liệu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó có sắt, và từ trong núi ngươi lấy ra đồng. Đây là học nghề địa chất thì biết. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Tiếp theo, đồng vắng phải gặp trước, nhận biết bản thân của mình, để sau đó lời Chúa dạy này. Sau khi nhìn thấy những điều như vậy thì ngươi khá cẩn thận. E quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không gìn giữ những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặt ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi Egypto, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Bạn ơi, để có một hội thánh 1.000 người và 3.000 người trong tương lai, thì ngày hôm nay Chúa phải hạ chúng ta xuống. Mấy cái ngày đó hết thảy chúng ta, trong đó có cả tôi nữa, không một người nào nói rằng đó là bởi quyền năng ta hay sức lực của tay ta làm. Khi ăn những đồ tươi tốt, khi xây nhà cao cửa rộng, khi dân sự phát triển và bạc vàng đầy đủ mọi thứ đó, thì luôn nhớ cái ngày mà ngươi quỳ gối và nói rằng Chúa ơi, con là một người đại bại. Tôi nhớ năm 96, khi giảng mà miệng nói lắp, không phát âm ra được, và người ta bỏ vì không nghe bài giảng nữa. Trong lúc phẫn uất gần 1 năm trời thất bại đó, đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa Ngài giải phóng con. Chúa ơi, nếu mà người nói lắp giảng về Ngài có tốt bằng mà lưỡi thông thả không? Tất nhiên câu trả lời thì Chúa biết và bạn biết rồi. Và sau đó có một lời hứa nguyện với Ngài rằng hãy chữa lành cho con để con hầu việc Ngài. Và khi ai đó khen giảng hay, con luôn quay trở lại cho họ. Và chính bản thân con biết rằng tôi đã từng là một kẻ nói lắp và nói ngọc. Giữ cho mình không kiêu ngạo. Và đấy, kinh nghiệm trong đồng vắng để giúp chúng ta không tự cao quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà lô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông ướng biếc này, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Tiếp theo, lại trong đồng vắng Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Hallelujah. Anh chị em ơi, chúng ta nhìn vào sự kêu gọi trong tương lai và thấy rằng giai đoạn trong đồng vắng chỉ là giai đoạn ngắn thôi. Chúng ta sẽ ra khỏi đồng vắng đó, chúng ta sẽ ra khỏi kinh nghiệm khô khan, ra khỏi sự thất bại. Ngài sẽ ban ơn cho mỗi chúng ta khi hiểu được, nhận được bài học trong đồng vắng. Vậy hãy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Chúng ta có hứa với Chúa như vậy không? Tôi đã hứa với Ngài 10 ngày trước, khi Chúa chỉ cho mình biết kinh nghiệm của đồng vắng. Nhớ cái ngày này, không phải bởi quyền năng và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này, mà đó là bởi thần của Ngài. Amen anh chị em. Nếu như chúng ta cùng nhau thuận ý nói với Chúa rằng bởi thần Ngài, không phải bởi uy tín của mỗi chúng ta tại đây, không phải bởi quyền thế, không phải bởi tài năng của một ai đó, bởi thần của Ngài, chúng con nhận được lời hứa. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp
để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cả quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Jehovah Đức Chúa Trời tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Thần thờ các thần khác có thể là chính cái thành công của mình, có thể chính con người của mình. Ronaldo vừa rồi trả lời phỏng vấn báo đá bóng, ông ta nói rằng động lực phát triển của ông ấy, thần tượng của anh ta lại chính là anh ta. Và những kẻ mà thờ lại các thần tượng sớm muộn gì sẽ bị phế truất. Bạn ơi, chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời để chúng ta thờ lại. Amen. Hãy luôn luôn nhận biết rằng con thực sự yếu và Ngài sẽ làm con mạnh mẽ. Lúc con nhận biết con yếu là lúc con phụ thuộc vào Ngài. Và khi con phụ thuộc vào Ngài thì Ngài sẽ hành động qua con. Đó là câu kinh thánh thứ 3 mà chúng ta cùng nhau giải ra xem. Bước thứ 3 sau cái dạy cách phụ thuộc vào Ngài qua kinh nghiệm đồng vắng để bạn nhận biết mình. Điều thứ 3 là khi nhận biết được bản thân mình thì chính tôi và bạn tình nguyện phụ thuộc vào Ngài. Sách Roma đoạn 7. Ô, ông đường Phaolô đầy ơn của Chúa, ông viết lúc mà ông đang là một người hầu việc Chúa, chứ không phải là kinh nghiệm của một người chưa gặp gỡ Đức Chúa Trời. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Ai kinh nghiệm được điều này giơ tay tôi xem nào. Mình muốn làm điều tốt mà điều ác cứ đuổi theo hoài. Đặc biệt là khi cầu nguyện mà muốn dậy sớm cầu nguyện, chúng ta ngủ quên luôn. Dậy sớm để đi buôn luôn đúng giờ, dậy sớm để đi hẹn với sở ngoại kiều luôn đúng giờ, nhưng mà hẹn dậy để gặp gỡ Chúa là bị quên, bị muộn, không biết vì sao. Dạ, cố gắng được 2-3 lần rồi sau đó nó lại trở lại như cũ. Dạ, đọc lịch, đọc kinh thánh, tương giao với Ngài, đúng lúc đó lại có việc khác dụ dỗ mình làm để nó lái đi mất. Ông nói khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi, vì theo người bề trong tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí của mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Có nghĩa là ông luôn vật lộn. Tính như người Đức họ nói rằng ở trong chúng ta có một con lợn chó, ở trong con người chúng ta có một con chó lợn hay là lợn chó. Có nghĩa là cái tính xác thịt của mình, con người xác thịt giống như con lợn con chó vậy, nó luôn tìm cách cản trở mình. Có nhiều người muốn tôn trọng vợ nhưng mà lại giơ tay tát vợ. Có nhiều người muốn làm điều tốt mà điều ác dính dấp theo nhau. Chúng xuất hiện. Cảm ơn Chúa vì chúng đã xuất hiện. Hãy vô tay cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Trong vẫn mấy tiếng. Ok. Và nếu như ai có kinh nghiệm như Phaolô, đó là người thành công. Ông biết rằng khốn nạn cho tôi, khốn nạn cho tôi. Chúng ta chiến đấu với con người của mình, chúng ta sẽ thất bại, phải nhờ Chúa mà thắng được. Ông nói rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Hãy nhớ lại cùng tôi câu ai. Đất to hơn nào, ai. Cái câu này này, đó là sự giải thoát cho tôi đấy. Trước đây tôi luôn luôn tìm cái gì giúp tôi, điều gì cứu tôi. Có nhiều khi chúng ta quyết định 3 ngày kiêng ăn cầu nguyện, đọc kinh thánh nhiều hơn, tìm ra những phương pháp này phương pháp kia để chiến thắng cái bên trong của mình. Nhưng Phaolô có thể ông đã từng áp dụng những nguyên tắc đó, nhưng ông hiểu ra một điều: khốn nạn cho tôi khi nhờ cậy những phương pháp, những điều gì, cái gì có thể cứu tôi. Ông hiểu ra một điều: ai mới là điều quan trọng, một thân vị nào sẽ cứu tôi. Còn nếu tôi luôn tìm điều gì, cái gì, đó là tôi đang tự cứu tôi. Tôi đang tự giải thoát tôi. Tôi đang tự đi tu. Tôi đang muốn dùng việc làm của tôi để đẩy ân điển của Ngài sang một bên. Phaolô nói, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Ai có thể cứu con trong hoàn cảnh này? Và lúc đó ông kêu lên và nhìn thấy sự giải thoát. Chứ ông nói cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta.
Sự kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Nếu như tôi và bạn vẫn tiếp tục sống theo nguyên tắc rằng tôi tự cứu tôi sẽ có những việc làm để mà minh chứng điều đó, thì xin mời cứ tiếp tục. Cuối cùng sẽ nhận ra một điều: thất bại. Nếu như tiếp tục con đường đó, bạn và tôi không phải là kẻ đầu tiên trên con đường đó đâu, và cũng sẽ không phải là kẻ cuối cùng đâu. Vô số những con người đang tìm cách tự cứu mình, nhưng có một cách, mà cách đó cách tốt nhất. Cách đó là cách nhờ thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, nhờ sự chết và sống lại của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Hay nói rằng nhờ Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ Chúa. Câu Kinh Thánh cuối cùng, Roma đoạn 8 câu 11. Sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện. Roma đoạn 8 câu 11. Là nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Hãy gạch chân trong Kinh Thánh của bạn từ ở trong anh em. Ai ở trong anh em? Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta nhìn thấy có ba thân vị được nêu ra trong Kinh Thánh này. Một là Chúa Giêsu Christ, hai là Thánh Linh Ngài, ba là Đấng làm cho Chúa Giêsu sống lại. Ba là Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại. Đức Chúa Trời Cha nhờ Đức Thánh Linh làm Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đó cũng nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em. Hãy nhắc lại cùng tôi từ ở trong anh em. Nhờ Chúa nói chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời mà Thánh Linh Ngài ở trong anh em. Nhiều khi chúng ta quên mất điều này. Trong thời Cựu Ước có hàng trăm cái lều khác nhau, nhưng ở trong số hàng trăm cái lều đó có một cái lều cũng giống hệt như cái lều khác, nhưng mà ai bước vào cái lều đặc biệt đó đều phải rất là tôn nghiêm. Cái lều đó là lều tạm của Môi-se. Ở trong đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta khi tin Chúa Giêsu, bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời mà Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta. Vừa rồi có mấy gia đình mời bố mẹ sang. Ông bà bố mẹ Quảng Thái ở nhà Phương, mẹ của Thái ở nhà Thái, bố của Cường Huyền ở nhà Cường Huyền, cũng cái nhà đó. Nhưng khi bố mẹ xuất hiện, bọn trẻ con la hết á. Họ nói: ông bà đang ngủ. Đương nhiên cái sống của họ thay đổi. Bởi trong nhà đó có một người khác đang sống, cũng thân thể này, trước đây không có Chúa, bây giờ có một Đấng, thân vị của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Đấng quyền năng làm nhiều dấu kỳ phép lạ, Đấng khiến Giêsu sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. Chúng ta cần nhờ Ngài. Nhiều khi yếu đuối chúng ta cần phải nói: Thánh Linh ơi, con nhờ Ngài. Nhờ Ngài là khi chúng ta biết rằng bạn không làm được điều đó, bạn cần phải biết rằng Ngài làm được điều đó. Điều thứ ba, mở miệng nói nhờ Ngài. Điều thứ tư, không can thiệp vào điều mà vừa nhờ. Điều thứ năm, cảm ơn khi Ngài làm điều đó cho mình. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Tác dụng của đồng vắng qua bốn câu Kinh Thánh vừa rồi: một, chúng ta nhìn thấy hình ảnh phụ thuộc vào Ngài, gốc nho và nhánh nho. Hai, trong đồng vắng, nơi mà Chúa hạ chúng ta xuống để cho chúng ta biết cái gì ở trong lòng chúng ta. Điều thứ ba, khi chúng ta thất bại, chúng ta sẽ tình nguyện phụ thuộc vào Ngài để Ngài hướng dẫn, Ngài giải phóng chính Chúa Giêsu Christ qua thần của Chúa. Điều thứ tư, phụ thuộc vào Ngài, hoàn toàn nhờ cậy Chúa ở bên trong chúng ta. Tôi muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho chính bản thân mình trước. Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con nhận biết chúng con thực là kiêu ngạo. Chúng con nhiều khi đi theo ý riêng của mình,
Chúa ơi, Chúa đang muốn thay đổi chính mình con trước tiên. Sự phấn hưng bắt đầu từ mỗi chúng ta. Hãy nhìn lại chính mình và bắt đầu thay đổi. Bắt đầu thay đổi từ bản thân. Chúa Thánh Linh ơi, Ngài đang ở trong con. Ngài đang ở trong mỗi anh em chúng con tại đây. Chúa biết được những ngõ ngách ở trong căn hầm tối này. Hãy chỉ cho mỗi chúng con biết những căn hầm nào cần phải dọn dẹp. Chúng con muốn mời Ngài làm Chúa của mỗi một căn hầm bí ẩn đó. Hãy giúp chúng con nhận biết mình. Đó là kinh nghiệm của đồng vắng. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hãy tha thứ tội cho mỗi chúng con. Hãy tha thứ tội kiêu ngạo ích kỷ, tội lười nhác. Hết thảy mọi tội mà Chúa chỉ cho mỗi chúng ta, chúng ta lập tức nhìn thấy nó và nhìn trông vào thập tự giá và lấy huyết của Ngài để rửa sạch nó. Hễ ai xưng tội của mình ra thì Ngài là thành tín công bình để tha mọi tội cho chúng ta và làm sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Hãy cảm tạ Chúa vì kinh nghiệm đồng vắng anh chị em. Nếu như bạn đang ở trong đồng vắng hoặc bạn đã từng có kinh nghiệm trong đồng vắng, hãy cảm tạ Chúa vì Ngài ở trong đồng vắng cùng với bạn. Ngài đang ở trong đồng vắng cùng với tôi. Ở đó Ngài chỉ dạy cái quan trọng không phải đồng vắng khó như thế nào, mà quan trọng là tôi và bạn cần phải được thay đổi. Hãy cảm tạ Chúa vì kinh nghiệm đồng vắng. Qua đồng vắng con được thay đổi, qua đồng vắng bạn được thay đổi, qua đồng vắng chúng ta được thay đổi, qua đồng vắng chúng con trông cậy vào Ngài nhiều hơn, qua đồng vắng chúng con nhận biết rằng ngoài Ngài ra chúng con không làm được điều gì hết. Chúng con muốn nhận thức một cách rõ ràng trước mặt Ngài và mọi người tại đây rằng ngoài Ngài ra chúng con không làm được điều gì hết. Mọi thành công, chiến thắng sau này luôn thuộc về Ngài. Sự vinh hiển, sự cảm tạ luôn thuộc về Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con giao phó anh chị em hội thánh này trong tay của Ngài và hết thảy chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.